Xin chào bác, chào mừng các bác quay kênh Xem Lương 8. Tiếp tục video hôm nay thì đây, như các bác thấy trên bài em có rất là nhiều mũ bảo hiểm. Và đây những cái mẫu mũ Phoenix đỉnh lớn nha các bác. Thì cái mẫu này thì nó được rất nhiều các bác ưa chuộng mũ này. Đây, thiết kế thì rất là nhẹ nhàng, mẫu mã cực kỳ là đẹp luôn. Mũ Phoenix thương hiệu nha các bác. Và giá bán thì đây 280k nha. Đây là giá được khuyến mãi rồi. Đó, các bác có thể thấy giá bán đấy luôn, 280k. Thì đây có đầy đủ các màu cho bác xem nhé. Thì như cái con em đang cầm đây là mũ màu đen tuyền, chất liệu rất là tốt, đội vào thì rất đẹp. Đây trên thì nó có mấy cái nỗ thoáng mũ thể thao các bác, cực kỳ là an toàn luôn. Thì các bác đi đâu rồi chắc chắn phải cầm cái mũ này rồi. Cái mũ này thì các bác không những đi được xe đạp, các bác có thể đội đi xe máy thoải mái nhé. Đây các bạn có thể chỉnh cỡ mũ đây nhé, đây là size N, size trung bình này. Các bạn là mũ người lớn luôn rồi. Ở đây thì màu mã, màu các thứ em có đầy đủ đấy nhá. Được rồi, em về rất là nhiều màu mũ này. Bác nào mua thì cứ liên hệ với số điện thoại 0333 522 186 để đặt hàng nhá. Em sẽ để link mấy cái mũ ở bên dưới, hoặc là các bác có thể inbox để số điện thoại, em sẽ inbox lại với các bác nhá. Các bác nhìn cái màu nhìn rất là đẹp luôn, màu đỏ tươi đen đỏ đây, rất là đẹp. Đi xe thể thao thì có thể liên hệ mua mũ cho em. Ok, đường link của mẫu mũ thì em sẽ để bên dưới nhá. Đây màu đỏ, đây màu ca, màu vàng nha các bác, vàng tươi rất là đẹp. Đây màu ca, trắng xanh dương và đen xanh dương. Đó, đầy đủ các màu cho các bác có thể lựa chọn thoải mái nhé. Chất liệu mũ này mũ rất là nhẹ nhá, mũ thì nó chỉ có tầm hơn 200g thì thôi, rất là nhẹ. Thì ok, đường link của mẫu mũ thì em sẽ để bên dưới cho dễ tìm, dễ mua hàng luôn nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi của em. Xin chào các bạn.